Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì vô cơm người, vừa uống phê đằng đá mọi người. Mì vô cơm mọi người. Ly phê đằng đá mọi người. Mẫu người đổ người mọi người ăn sáng rồi, ăn sáng uống phê làm bữa sáng rồi. Nước mì vừa ăn này có do muốn trồng bằng biên đảng giá dầu quế vừa quyết nha. Củ cải trắng mà nhiều cua căng mấy nguyên xịt nước mà mà bữa nay cái không chở cái nắp họng mà đào mà không biết giờ cắn ăn đồ cứng gì mà. Quế ăn tùy loại mà có loại nó ăn với da mùi chắc chắc nó chắc mùi nó sực sạch luôn, có loại nó bị bở mà tùy mà không biết là do tập hành nước nhiều hay sao mà loại mà ăn chắc lắm, ăn cảm giác nó có sực sạch luôn mà quế này nó hơi mùi nó hơi nồng mà. Quyết mùi hơi ngon, để uống nóng mà. Như đầu đầu luôn mà nay đầu đầu luôn mà giờ uống không quen rồi hôm đó giờ uống như vậy mà nay cảm giác nó đau đầu như cảm giác nó nóng mà. Nóng mới dữ dọng lên giống như cổ mà. Nóng cảm giác nó muốn ho quan trọng hơn cái đau đầu mà.
cho nên cảm giác uống không ấy lắm luôn. Giờ cái mùi mà mùi đó uống cái mùi thì nó vẫn vậy mà tại đó uống uống mà thấy sợ mà bây giờ cái mùi nó ngán mà nhưng mà bữa nay cái cảm giác nó đau đầu luôn mà. Đặt mấy loại dụng khác luôn hình như đổ vô ngâm vô thuốc luôn. Cái dụng cụ dây dai mềm mềm luôn à. Ăn cảm giác có đầu thấy vừa ăn mà ăn cảm giác nó hừng lát trong mặt chứ có gì đợi canh thì mình. Đúng rồi đang ngầu rồi tới giờ vẫn còn ấy mà. À, mì Yuko ăn dai ngon mua mì ngon dai mọi người cái Yuko ăn mì mềm dai dai mua ăn quý thì ăn nó dai dai mềm mềm ăn cảm giác nó có sực 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 luôn mà còn quyết nào ấy ăn nó bở bở giống như thật có loại nó bở mà loại này thì ăn nó ngon mà nhưng mà nay quyết nó hơi hôi mà. Mùi nó hơi nồng à, củ cải ăn đúng thơm mọi người quyết cũng tùy loại mọi người có loại ăn nó thơm mọi người không tài loại có loại ăn bở có loại bữa nay ăn loại này thì mùi nó hơi nồng xíu mọi người cho nên có người ấy có người không mọi người là vậy đó có người ăn có người không tôi dễ gì cũng ăn hết mọi người nào kêu ăn hết người nào ấy vậy này mới đầu ăn thấy nước cũng ăn cũng vừa mọi người nhưng không biết là do mì mặn hay là do ấy mọi người cảm giác ăn nó hồi hơi mặn xíu mọi người như có gì thì để thêm miếng chanh vô rồi cho nó bớt rồi à, cà phê đang đá bao đắng luôn rồi giờ này cái đầu nó nặng nặng luôn rồi ủa quậy rồi nhìn là biết chưa tỉnh ngủ rồi đó mọi người à, chào tạm biệt mọi người nhé chúc mọi người có một bữa sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ bye mọi người.